Thời điểm cận Tết, các năm trước là lúc các doanh nghiệp OCOP Đà Nẵng đẩy hết công suất làm việc để đáp ứng nhu cầu từ các đối tác thị trường. Năm nay, tình hình kinh doanh khó khăn hơn khi dự báo sức mua không bằng mọi năm. Để giải bài toán doanh thu dịp Tết, tăng sức mua, các doanh nghiệp OCOP đã tăng cường tìm đối tác, mở rộng các kênh tiêu thụ hoặc ra mắt thêm sản phẩm mới. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Sào Tiên Sa đã chuẩn bị cho các đơn hàng Tết ngay từ giữa tháng 10. Năm nay, bên cạnh sản phẩm chủ lực đã được công nhận OCOP 4 sao, đơn vị còn ra mắt thêm nhiều dòng sản phẩm mới với bao bì, mẫu mã chất lượng phù hợp với giỏ quà Tết. Mặc dù sức mua của thị trường Đà Nẵng không bằng so với cuối năm ngoái, tuy nhiên, Yến Sào Tiên Sa đã chủ động tìm kiếm các kênh tiêu thụ mới, đồng thời tăng năng suất để đáp ứng nhu cầu của các đơn hàng ngay từ sớm. Cuối năm này thì ngoài cái chuyện mà tăng ca để mà kịp sản xuất cho người tiêu dùng thì chú ý đến với từng cái chất lượng, trong đó là cái khâu quản lý và cái khâu đầu vào, cái nguồn nguyên liệu đầu vào là mình tự của mình, thì mình còn thu mua những cái nhà yến mà mình đã chuyển giao công nghệ thì mình quản lý được cái đầu vào, thì quản lý tiếp cái đầu ra thì tại xưởng thì chất lượng nó sẽ tiến bộ. Thì đối với 2024 công ty sẽ có một cái định hướng là xuất khẩu mạnh hơn và thị trường lớn hơn cho thị trường Trung Quốc. Khác với thị trường nội địa, xuất khẩu được đánh giá là sân chơi tiềm năng đối với các mặt hàng OCOP, dòng nông sản, mặt hàng truyền thống, điển hình như bánh dừa nướng Tốt Coco của Mỹ Phương Food đã và đang có mặt ở nhiều thị trường như Hàn Quốc, Lào, Mỹ. Cuối năm cũng là thời điểm vàng để doanh nghiệp này gia tăng các đơn hàng xuất khẩu và tìm kiếm thêm đối tác. Thị trường trong nước thì nó nhỏ và cũng có nhiều, cái sự cạnh tranh nó lớn. Ra nước ngoài thì cạnh tranh kiểu nước ngoài, nhưng mà vẫn thấy cái cơ hội lớn của những cái dòng sản phẩm mà nông sản bản địa mà lại truyền thống như thế này. Nó không riêng gì Tốt Coco, không riêng gì bánh gì nướng đâu, mà các cái sản phẩm nông sản của Việt Nam nói chung cũng có nhiều cơ hội hơn. Dù vậy, không ít sản phẩm OCOP Đà Nẵng vẫn còn gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, nhất là các sản phẩm mới đạt chứng nhận 3 sao. Do không vào được các kênh bán lẻ hiện đại như siêu thị, các chủ thể chỉ có thể đưa sản phẩm tới các hội chợ cấp xã, cấp huyện để quảng bá. Hơn nữa, phần lớn các sản phẩm này được sản xuất theo phương pháp truyền thống, quy mô nhỏ lẻ do gặp khó khăn về nguồn vốn. Đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều chủ thể chưa tạo được bước đột phá trong sản xuất cũng chưa tìm đầu ra cho sản phẩm. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các đơn vị không chỉ là việc là đầu tư máy móc thiết bị rồi sản xuất ra các sản phẩm mới, mà sẽ hỗ trợ cho các đơn vị để mà giới thiệu, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương để đẩy mạnh cái việc tiêu thụ sản phẩm để tăng hiệu quả kinh doanh và phát triển một cách bền vững. Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP được xem là một trong những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong định hướng của chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn Đà Nẵng từ nay cho đến năm 2025. Chỉ khi giải quyết được bài toán đầu ra một cách bền vững, sản phẩm OCOP Đà Nẵng mới thật sự có chỗ đứng trên thị trường, lan tỏa được thương hiệu trong cộng đồng.